Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Tư, ngày 30 tháng 11 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch chiều tối hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới hiện tại tăng mạnh với tỷ lệ tăng là 0,64%, hiện tại đang đứng quanh mức 1.760,96 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.747,67 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.761 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống giảm mạnh với tỷ lệ giảm là 0,42%, giao dịch quanh mức 106,387 điểm. Đối với thị trường tiền điện tử thì giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xu hướng tăng với tỷ lệ tăng là 2,77%. Giao dịch ở mức 16.889 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xu hướng giảm nhẹ. Giao dịch quanh mức 3,724% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô tăng nhẹ, giao dịch ở mức 79,090 đô la Mỹ trên một thùng. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Việc đầu tư vàng đang được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm bởi vì đầu tư vàng có nhiều ưu điểm hơn so với các loại hình đầu tư khác trong điều kiện kinh tế biến động mạnh như hiện nay. Những yếu tố nào sẽ ảnh hưởng đến giá vàng cũng là mối quan tâm đặc biệt của nhà đầu tư. Yếu tố đầu tiên được kể đến đó là lạm phát. Giá vàng thường biến động cùng chiều với sự gia tăng của lạm phát. Trong thời kỳ lạm phát cao, tiền mặt mất giá, nhà đầu tư có xu hướng đầu tư vào vàng để giữ giá trị tài sản. Vàng là tài sản hiện hữu để tích trữ và giá trị không phụ thuộc nhiều vào sự biến động của nền kinh tế. Vàng là công cụ tài chính hữu hiệu để phòng ngừa lạm phát. Yếu tố thứ hai ảnh hưởng đến giá vàng đó là chính sách của nhà nước, chính sách tiền tệ hay còn gọi là tỷ giá. Tỷ giá đồng đô la Mỹ Việt Nam tác động cùng chiều lên giá vàng trong nước. Trên thực tế thì tác động của tỷ giá đồng đô la Mỹ trên Việt Nam đồng lên giá vàng thực tế được giao dịch trên thị trường Việt Nam rất phức tạp, góp phần làm giá vàng trong nước và giá vàng thế giới quy đổi có sự chênh lệch. Vì tỷ giá đồng đô la Mỹ trên Việt Nam đồng vừa là công cụ vừa là kết quả của chính sách tiền tệ, tác động trực tiếp lên kỳ vọng vào giá trị của Việt Nam đồng và là một trong những thông số tham chiếu trong quyết định đầu tư của các nhà đầu tư trên thị trường tài chính, mà vàng là một kênh đầu tư trên thị trường đó. Từ đó mà tỷ giá đồng đô la Mỹ trên Việt Nam đồng đã gián tiếp tác động lên giá vàng. Ngoài ra thì quy định về việc nhập khẩu vàng của ngân hàng nhà nước cũng ảnh hưởng đến giá vàng. Việc cấp hạn ngạch nhập khẩu vàng là một biện pháp quản lý hành chính trong việc quản lý thị trường vàng. Biện pháp này được ngân hàng nhà nước đưa ra nhằm kiểm soát ngoại hối có liên quan đến việc điều hành tỷ giá. Tuy nhiên thì trong một số trường hợp quy định này sẽ gây chậm trễ trong việc bổ sung nguồn cung, tạo điều kiện cho buôn lậu và đầu cơ vàng thu lợi, càng làm rối loạn thị trường vàng. Yếu tố thứ ba đó là tỷ giá Việt Nam đồng trên đô la Mỹ. Giá vàng hiện nay chủ yếu được tính theo giá đô la Mỹ, do vậy khi mà đô la Mỹ tăng cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá vàng. Khi mà giá đô la Mỹ tăng, giá vàng sẽ tăng tương ứng. Giá vàng tăng trong khi cầu về vàng vượt quá cung khiến cho nhu cầu mua đồng đô la Mỹ để nhập khẩu vàng tăng. Lúc này thì giá vàng đã tác động ngược trở lại với đồng đô la Mỹ, tạo vòng xoáy giữa vàng và đô la Mỹ. Yếu tố thứ tư chính là biến động cung cầu trên thị trường vàng Việt Nam. Thứ nhất là biến động về nguồn cung. Nguồn cung vàng của Việt Nam hàng năm chính là nguồn vàng nhập khẩu. Khi mà giá vàng trong nước thấp hơn giá vàng thế giới quy đổi, các công ty kinh doanh vàng có sẵn nguồn vàng sẽ xuất khẩu vàng để thu lợi nhuận. Ngược lại, khi mà giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới, họ lại nhập khẩu vàng để cung cấp cho thị trường trong nước. Tuy nhiên thì nguồn cung này lại phụ thuộc vào hạn ngạch do ngân hàng nhà nước cho phép nên đáp ứng chậm so với nhu cầu, điều này càng đẩy giá vàng lên cao hơn, tạo điều kiện cho đầu cơ và buôn lậu vàng, khiến tình hình giá vàng trong nước càng khó kiểm soát. Thứ hai là biến động về cầu. Việt Nam là nước tiêu thụ vàng tương đối lớn trên thế giới. Nhu cầu vàng trên thị trường Việt Nam bao gồm nhu cầu trang sức, nhu cầu tích lũy, nhu cầu sản xuất và nhu cầu đầu tư. Nhưng cũng như trên thị trường vàng thế giới thì nhu cầu đầu tư vàng trên thị trường trong nước có tác động mạnh đến giá vàng. Lượng cầu vàng tăng thì làm giá vàng tăng và ngược lại. Quý vị và các bạn thân mến, đến thời điểm chiều tối ngày hôm nay giá vàng trong nước biến động ra sao khi mà giá vàng trên thị trường thế giới quay đầu tăng mạnh trở lại? Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch này. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, vào đầu giờ chiều ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC trong nước điều chỉnh giảm khá mạnh, giảm đến 200.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra với giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn và giảm nhẹ trong khoảng từ 50 đến 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra ở một số hệ thống khác. Tuy nhiên, đến thời điểm phiên chiều tối nay, khi mà giá vàng trên thị trường thế giới quay đầu tăng khá mạnh trở lại,
thì thị trường vàng trong nước cũng điều chỉnh tăng ở một số hệ thống kinh doanh. Bên cạnh đó thì giá vàng nhẫn, giá vàng trang sức 24K các loại thì cũng điều chỉnh tăng nhẹ trở lại, hiện tại đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.650.000, bán ra 6.730.000. Như vậy là không có điều chỉnh về giá, nhưng so với thời điểm buổi chiều ngày hôm nay thì đã tăng 200.000 đồng trên lượng. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang là 800.000 đồng trên một lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.650.000, bán ra 6.732.000. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.630.000, bán ra 6.720.000. PNG Hà Nội mua vào 6.640.000, bán ra 6.720.000. Tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra không có thay đổi, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, chiều bán ra không có thay đổi nào. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.610.000, bán ra 6.710.000, vẫn giảm 10.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6.630.000, bán ra 6.710.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Phú Quý SJC mua vào 6.645.000, bán ra 6.715.000, tăng 10.000 ở chiều mua, chiều bán ra không thay đổi. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.646.000, bán ra 6.714.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào, tăng 1.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 6.645.000, bán ra 6.715.000, giảm 5.000 ở chiều mua, giảm 15.000 ở chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.650.000, bán ra 6.720.000, tăng mạnh 20.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng SCB mua vào 6.580.000, bán ra 6.720.000, giảm 10.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không thay đổi. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 6.630.000, bán ra 6.710.000, giảm 5.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.650.000, bán ra 6.732.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm đầu giờ chiều ngày hôm nay, giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác cũng được điều chỉnh giảm 200.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra. Đến thời điểm này thì không có điều chỉnh về giá, có nghĩa là giá vàng SJC ở đây đã điều chỉnh tăng 200.000 đồng trên lượng so với thời điểm buổi chiều, hay là tăng 20.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán ra. Chênh lệch giữa hai chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 800 cho đến 820.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.650.000, bán ra 6.732.000. SJC Huế mua vào 6.647.000, bán ra 6.733.000. SJC Bình Phước mua vào 6.648.000, bán ra 6.732.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.650.000, bán ra 6.730.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.652.000, bán ra 6.735.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.650.000, bán ra 6.732.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.648.000, bán ra 6.732.000. Cuối cùng là giá nhận một số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại tăng nhẹ trong khoảng 21 cho đến 50.000 đồng trên lượng, hay tăng trong khoảng 2.100 cho đến 5.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.320.000, bán ra 5.420.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 5.320.000, bán ra 5.430.000. Vàng bộ số 9 mua vào 5.300.000, bán ra 5.380.000. Vàng 24K mua vào 5.196,7.000, bán ra 5.326,7.000. Vàng 18K mua vào 3.850,4.000, bán ra 4.050,4.000. Vàng 14K mua vào 2.951,9.000, bán ra 3.151,9.000. Vàng 10K mua vào 2.058,7.000, bán ra 2.258,7.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.